Xin chào các anh chị và các bạn à, Chúng ta lại gặp nhau ở phần 2 trên 6 của bài 12 Trong phần này chúng ta cũng tìm hiểu về cái bảng từ mới của bài này Xin mời mọi người chúng ta cùng theo dõi nào Từ kế tiếp chúng ta có từ chuan Chuan âm Việt là XUYÊN à, Vẫn còn dùng Và nó dùng như một động từ tức là ví dụ đi XUYÊN qua cái chợ này Hay là đi XUYÊN qua cánh rừng này À, vẫn còn dùng. Thế nhưng từ chuan trong phạm vi của bài này thì nó có nghĩa là mặc. Ví dụ mặc quần áo và mang thì là mang giày, mang giày, mang dép. Chúng ta xem ví dụ. Xèo quảng ni chuan tai yi phu hẳn hò khan. Xèo quảng ni chuan tai yi phu hẳn hò khan. Bạn Vương à, trang phục mà bạn đang mặc trông rất đẹp, hẳn hò khan. Ni chuan tai yi phu câu có chữ tơ có cái từ tơ đó thì chúng ta dịch đằng sau dịch lại như vậy là ni chuan ta y phục ta nhớ dịch là quần áo hoặc là trang phục mà bạn mặc bạn đang mặc hãnh hào khan là rất đẹp xê xê nị cảm ơn bạn cái tiếp chúng ta lưu ý là từ y phu thì mình chưa học đến cho nên đây nó nằm trong phần từ mở rộng y phu y phu là quần áo âm hán việt là y phục á có nghĩa là quần áo và sẻ là dài âm nguyệt là hài xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nào xe quảng đi chuan tờ y phù hình hào khăn xe xe nỉ xe quảng đi xoắn tờ y phù hình hào khăn xe xe nỉ y phù sẻ như vậy chuan y phù là mặc quần áo và chuan xẻ là mang giày Kế tiếp ta có từ thứ 8 là từ gen Gen ở mong Việt là kiện à, Nó là lượng từ cho rất là nhiều thứ, nhiều sự vật Nhưng mà trong phạm vi của bài thì nó là bộ quần áo nói chung Quần áo nói chung Chúng ta xem ví dụ bên dưới Xeo lín Nì tơ trơ y dí phù hẳn hò khăn Xeo lín Nì tơ trơ chen dí phù hẳn hò khăn Xeo à Nì tơ trơ chênh dĩ Bộ quần áo này của bạn hay là bộ trang phục này của bạn rất đẹp. Rất đẹp. Qua về giao mại ý chênh. Qua về giao mại ý chênh. Tôi cũng muốn mua một chiếc. Về giao mại cũng muốn mua. Tôi cũng muốn mua một chiếc. Hay là một bộ gì đó. Bộ sư mại Sư sư mama À, không phải mua đâu là mẹ tôi làm tức là mẹ tôi may đấy từ cho vốn có nghĩa là làm nhưng đối với quần áo thì là may Cho y phục là may quần áo Bố sư mày ta ta không phải mua đâu là mẹ tôi may đấy. Tôi rất thích kiểu dáng của cái bộ trang phục này. trên y phục là kiểu dáng của bộ trang phục này.

khoảng âm hán việt là hoàng hoặc là huỳnh à, có nghĩa là màu vàng và khoảng à, hoàng hoặc là huỳnh âm hán việt á à, nó cũng là cái họ luôn à, họ hoàng ví dụ như đường hoàng diệu thì chữ hoàng này hay là huỳnh tấn phát cũng là chữ này à, huỳnh với hoàng là một có nghĩa là vàng màu vàng xéo lì ní xì hoan pu hoan hoàng y xéo Ní xì hoan bù xì hoan khoảng dì phù Bạn Lý à Bạn có thích quần áo màu vàng không Bạn có thích trang phục màu vàng không Ní xì hoan bù xì hoan khoảng dì phù Ta cũng có thể nói Ní xì hoan khoảng dì phù mà Hẳn xì hoan Nì nơ Hẳn xì hoan Nì Rất thích Còn bạn thế nào bù xì hoan khoảng dì phù bù xì hoan khoảng phù Tôi không thích quần áo màu vàng Wǒ xǐ huān hóng yī fù. Wǒ xǐ huān hóng yī Tôi thích quần áo hoặc là trang phục màu đỏ. À, là đỏ. Như vậy mở rộng ta có từ hũng là đỏ. Âm hán Việt của nó là hồng. Nhưng mà có nghĩa là đỏ. Và chúng ta thêm một từ mở rộng nữa là lãnh. Lãnh là lam có nghĩa là màu xanh dương. À, làn Xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nào. Xiao Li, ni xi huan bu xi huan huang yi fu. Hen xi huan ni na. Wo bu xi huan huang yi fu. Wo xi hong yi fu. Kế tiếp nữa ta có từ thứ 10 đó là từ chen san. Chen san à, âm hán Việt không là sấn và sam gì đó không thấy còn dùng. và cái nghĩa là áo sơ mi, nghĩa là áo sơ mi. Và lượng từ của nó cũng là chen. Như vậy một chiếc áo sơ mi là y chen chen shan. Hai chiếc áo sơ mi là liang chen chen shan. Tôi mua hai chiếc áo sơ mi, của mấy liền chen chen shan. Chúng ta nhớ như vậy. Rồi chúng ta xem ví dụ nè. Xèo xè, ní xì hoan chuan chen shan ma? Ní xì chuan chen ma? Bạn có thích mặc áo sơ mi không? Xèo xe bạn tả Các người bạn nào đó họ tạ Gọi thân mật thì là xèo xe Nghĩ xì hoan xoan xanh xanh mà hoan. À, Rất thích hoan thích Rất thích Hẳn xì hoan Wò chơi xì thích xoan Khoảng xoan xoan Wò chơi xì Tôi thích nhất Là mặc áo sơ mi màu vàng Khoảng xoan xoan à, Chúng ta mới vừa học từ khoảng là vàng Khoảng xoan

À, tôi mua ở cửa hàng quần áo y phu là quần áo và từ tiền nó vốn có nghĩa là sang tiền của cha y tiền mải ta tôi mua ở cửa hàng quần áo giang giờ rất đẹp khan giang rất đẹp, kiểu dáng rất đẹp xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nào xèo xe ní xì hoan xoan thích xanh mà hình xì hoan 我最喜欢穿黄衬衫。 Nì tờ trơ chen sân sán chai nả mải tờ. Nì tờ trơ chen sân sán chai nả mải tờ. Ổ chai y phu tiên mải tờ. Giang sử hẳn hò khăn. Kế tiếp nữa, mời mọi người chúng ta tìm hiểu về từ thẻo. Thẻo âm hán Việt là điều. À, à, nó nằm trong từ điều kiện, cũng vẫn còn dùng. Như vậy ta ghép từ thẻo và từ gen Gen âm hóa việc là kiện Thẻo gen thì là điều kiện Dù thẻo gen là có điều kiện Dù sống ở thẻo gen có điều kiện gì không Thế nhưng trong phạm vi của bài thì thẻo là lượng từ Là lượng từ Chiếc quần hoặc là váy à, Chiếc quần hoặc là chiếc váy nó, Ngoài ra nó còn là lượng từ của rất là nhiều thứ khác nữa Rất nhiều thứ Nhưng mà trong phạm vi của bài thì nó là lượng từ Dành cho quần và váy Như vậy chúng ta nhớ nha Lượng từ của quần áo nói chung là chen và của áo thôi chân xanh là áo sơ mi cũng dùng chen còn quần váy tức là những cái phần trang phục mà che phần dưới cơ thể của mình thì chúng ta dùng là thẻo à, chúng ta nhớ như vậy à, chúng ta có từ thứ 12 là chuyển giờ chuyển giờ chuyển âm hóa việc là quần à, nhưng mà nó là chỉ là váy còn xưa đây là nó chỉ là từ đệm vào thôi chuyển giờ à, có nghĩa là váy như vậy là mua váy là mại chuyển dơ, mặc váy là chuan chuyển dơ Chiếc váy này là trơ thẻo chuyển dơ, chiếc váy kia là nà thẻo chuyển dơ à, Chúng ta nhớ như vậy Mời mọi người xem ví dụ Chủ tiên, nà thẻo chuyển dơ 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 Tôi đã mua hai chiếc váy Ní mải là sâm mơ chuyến giờ. Ní mải là sâm mơ giờ. Bạn đã mua váy gì? À, là sâm mơ chuyến giờ. Y thẻo hoảng chuyến giờ. Hỡ y thẻo hủng chuyến giờ. Một uh, chiếc váy màu vàng và một chiếc váy màu đỏ. Xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nào. Chỗ thiên nì chú mải sâm mơ. Ủa mải là lẻng thẻo chuyến giờ. Ní mải là sâm mơ chuyến giờ. Y theo hoảng chuyển giờ Hở y theo hỗn chuyển giờ Kế tiếp ta có từ thứ 13 là hoa à, Từ này có âm việc là hoa Vẫn còn dùng bông hoa đó à, Hoa lan, hoa cúc gì đó Thì từ hoa vẫn còn dùng Một có nghĩa là hoa văn à, Một là hoa văn Hai là hoa tức là bông hoa à, Chúng ta khảo sát các ví dụ bên dưới Ní xì hoan xoan chuyển ma Ní xì hoan xoan chuyển ma bạn có thích mặc váy không? Hẳn xì hoan, nì nó rất thích. Còn bạn thế nào? Dè hẳn xì hoan, cũng rất thích. Dè hẳn xì hoan, thơ bẻ sư hoa chuyển dừa. Thơ bẻ sư hoa chuyển dừa. Đặc biệt là váy hoa. Như vậy váy hoa là váy mà có hoa văn. chứ không phải là hình bông hoa đơn thuần mà là hoa văn cái hình vẽ gì cũng được chứ không phải là váy trơn ta hiểu vậy là được nỉ xì hoan khan hoa mà Ní xì hoan khăn hoa ma Bạn có thích ngắm hoa không? Phê sẵn xì hoan Phê sẵn xì hoan Rất thích Xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nào. Ní xì hoan chuan chuyển dư ma Hắn xì hoan Ní nè Dạ hắn xì hoan Thơ bé sư hoa chuyển dư Ní xì hoan khăn hoa ma Phê sẵn xì hoan cái tiếp ta có từ thứ 14 là từ trảo chỉ trảo chỉ à, chữ trước và chữ cấp từ trước âm hán việt là trước thì không thấy còn dùng nữa nhưng mà à, từ cấp thì từ cấp thì còn dùng ví dụ như trong từ cấp cứu vẫn là từ cấp này có nghĩa là lo lắng hoặc là sốt ruột lo lắng hoặc là sốt ruột à, chúng ta xem ví dụ bên dưới lão cha băng băng mạng Lão cha băng băng mảng Làm ơn giúp giùm tôi với Làm ơn giúp tôi với Sấm mơ sơ Sấm mơ Việc gì vậy Sấm mơ sơ Quả tiếu là hải dư là Quả tiêu là hải dư là Tôi bị lạc mất con rồi Tôi bị lạc mất đứa con rồi Nì bố giao trảo chỉ Bố giao trước đây ta học có nghĩa là không cần hoặc là khỏi phải Thế nhưng bố giao còn có một nghĩa khác là đừng Nì bố giao trảo chỉ à, Chị đừng lo Ví dụ anh đừng lo Quả mình ý tiếng băng nì tiếng băng nì Chúng tôi nhất định giúp chị hay là giúp anh à, Đây có thể là cái đoạn đàm thoại giữa một người cảnh sát hay là gì đó Và một cái người phụ nữ hay đàn ông nào bị lạc mất con một người hải tên quảng lãnh một người hải cho lãnh à, Con gái tôi tên quảng lãnh Tha Khoảng chân san Hoa chuyển rơ à, Con gái tôi tên quảng lãnh à, Nó đang mặc là đang mặc Áo sơ mi vàng Rồi hoa chuyển rơ là váy hoa à, Tức là cái người này ta cung cấp thêm thông tin là Thứ nhất là con gái Thứ hai là mặc áo sơ mi vàng Và váy hoa à, Xin mời mọi người chúng ta cùng đọc

À, xin hẹn gặp lại